máy rang đa năng R15 với hệ thống cài đặt nhiệt hiện đại, dễ dàng rang chín nhanh, chín đều, đa dạng các loại nguyên liệu. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Ở bên cạnh Ngọc Nga đây chính là một trợ thủ đắc lực, giúp các hộ kinh doanh nhỏ lẻ gia đình rang chín nhanh, chín đều các loại hạt ngũ cốc, dược liệu. Quý vị có biết tên dòng sản phẩm này là gì không ạ? Ngọc Nga xin giới thiệu tới quý vị dòng sản phẩm máy rang đa năng R15 do công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh sản xuất, hiện đang là dòng sản phẩm máy rang gia đình bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Và ở trước mặt Ngọc Nga đây chính là các loại nguyên liệu để sử dụng cho ngày hôm nay. Có tổng cộng 7 loại nguyên liệu. Ở mỗi một loại nguyên liệu sẽ có thời gian rang khác nhau. Xin quý vị hãy bớt chút thời gian quý báu của mình để cùng theo dõi với Ngọc Nga nhé. Vâng, và sau khi quý vị đã nấu điện xong máy rang R15, ngay bây giờ Ngọc Nga sẽ giới thiệu hướng dẫn cho quý vị cách sử dụng máy. Thì ở đây là bảng điều khiển của máy rang R15. Như quý vị thấy thì ở đây có đồng hồ nhiệt, đồng hồ hẹn giờ, công tắc nguồn, đèn báo và công tắc đảo chiều. Thì đầu tiên chúng ta sẽ điều chỉnh đồng hồ hẹn giờ. Ở đây có 3 mức: giây, phút và giờ. Thì hiện tại Ngọc Nga sẽ điều chỉnh sang mức ở phút. Ngọc Nga sẽ cài đặt ở mức 30 phút, ở số 30 đây ạ. Sau đó chúng ta sẽ sang cài đặt đồng hồ nhiệt. Ở đây Ngọc Nga đã để mức 250 độ. Ở phía trên này sẽ là hiển thị lồng rang hiện tại đang bao nhiêu độ. Tiếp theo chúng ta sẽ vặn công tắc nguồn. Thì hiện tại lồng rang đang ở 56 độ. Tiếp theo chúng ta sẽ bật công tắc đảo chiều lồng rang đây. Đi kèm theo máy thì bên công ty sẽ gửi tặng quý vị một nguyên chút nguyên liệu. Và bây giờ Ngọc Nga sẽ chút nguyên liệu để cho vào lồng rang. Máy có thể rang đa dạng các loại nguyên liệu như gạo lứt, hạt điều, đỗ tương, hướng dương, các loại trà đóng túi lọc hay dược liệu. Máy với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, hệ thống làm việc linh hoạt, hỗ trợ sử dụng cho ra thành phẩm vô cùng chất lượng. Máy được lắp đặt 4 bánh xe giúp máy di chuyển dễ dàng, phù hợp với mọi không gian lắp đặt, dễ dàng sử dụng và an toàn khi vận hành. Vỏ máy được làm bằng chất liệu inox sáng bóng. Phía bên trong lồng rang được làm bằng chất liệu sắt, giúp giữ nhiệt tốt. Ngoài ra, công ty còn nhận đặt làm theo yêu cầu của khách hàng, lồng rang có thể làm bằng chất liệu inox. Lồng rang được thiết kế rộng rãi, chứa được đến 10 phần nguyên liệu trên một mẻ rang. Khi máy hoạt động, lồng quay ngược chiều kim đồng hồ, kết hợp với các thanh xoắn chạy dọc buồng, có tác dụng quận và đảo đều nguyên liệu trong quá trình rang, để chúng chín vàng đều, không bị chạy xém. Bên dưới đáy lồng có lắp hệ thống 10 thanh nhiệt, mỗi thanh nhiệt sẽ có công suất 500W đến 800W. Tùy vào nguồn điện của khách hàng để có thể lắp thanh nhiệt có công suất phù hợp. Thanh nhiệt được bố trí khoa học, giúp nhiệt độ được phân bố đều khắp lồng rang, cùng với lớp lót bông thủy tinh có nhiệm vụ cách nhiệt với bên ngoài, nên khi vận hành máy sẽ không bị nóng, tạo sự an toàn. Máy được thiết kế với một bảng điều khiển thông minh, hiện đại, dễ sử dụng nhằm theo dõi và điều chỉnh nhiệt độ rang sao cho thích hợp nhất với nguyên liệu. Máy có thể sử dụng công suất động cơ 1,1 kW hoặc công suất động cơ giảm tốc 0,75 kW, nguồn điện 220V hoặc 380V tùy theo nhu cầu sử dụng của quý vị. Và khi quá trình làm việc kết thúc, quý khách chỉ cần vặn công tắc đảo chiều, lồng rang sẽ quay ngược lại, đồng thời sẽ quấn thành phẩm tự động đi ra ngoài cửa xả. Dưới lồng rang được trang bị thêm máng hứng nguyên liệu kiểu dốc. Khi thành phẩm đã được rang chín sẽ đi từ lồng rang xuống máng hứng rồi xuống hộp đựng, rất tiện lợi cho quý vị. Và đây là thành phẩm sau khi rang của chúng ta. Tất cả các nguyên liệu đều đã được rang chín đều, không bị cháy xém, rất là thơm ngon ạ. Dạ vâng, và vừa rồi thì Ngọc Nga đã giới thiệu tới quý vị những ưu điểm nổi bật nhất của dòng máy rang R15 do công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh chế tạo và sản xuất. Và với dòng sản phẩm này sẽ giúp quý vị rang chín nhanh, chín đều tất cả các loại ngũ cốc, dược liệu. Dòng sản phẩm ưu việt này chỉ có tại công ty Bình Minh đang chờ đón quý vị sở hữu. Và mức giá của dòng sản phẩm này Ngọc Nga đã để ở phía dưới phần mô tả clip. Quý vị có thể nhấp vào phần mô tả đó là đã biết ngay được giá của dòng sản phẩm này. Và nếu quý vị còn có thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, quý vị vui lòng để lại số điện thoại ở phía dưới phần bình luận.
nhân viên tư vấn của công ty sẽ nhanh chóng liên lạc với quý vị. Và nếu quý vị muốn xem thêm các video khác của công ty Bình Minh, hãy nhấp ngay vào video được hiển thị ở phía trên màn hình. Ngọc Nga xin chúc quý vị có những ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.